Xin chào anh em yêu cờ. Người xưa có câu rằng cờ ngoài bài trong, ý chỉ khi chơi cờ, những người đứng ngoài thường sáng suốt hơn là người trong cuộc. Điều này cũng đúng, bởi lẽ người xem thì tâm lý luôn thoải mái, họ không bị áp lực như người cầm quân đánh trận. Đôi khi sẽ nhìn ra được những nước sót mà người trong cuộc, dù là tay cao thủ, cũng không nhìn ra được. Bởi vậy, khi các danh thủ mắc sai sót, các bạn cũng đừng vội phán xét, bởi vì đến các kỳ vương siêu cấp như là Hứa Ngư Xuyên hoặc Hồ Vinh Hoa trong cuộc đời của mình chắc chắn cũng có những nước sót như vậy. Hôm nay, Hoàng Thông Cờ Tướng xin gửi tới các bạn một ván cờ cực kỳ khó đoán định kết quả và là tiêu biểu cho câu cờ ngoài bài trong. Trận đấu giữa nữ hoàng cờ tướng Việt Nam Ngô Lan Hương và cao thủ Quách Thịnh Văn của đội Đài Loan diễn ra tại giải Dương Quan Lân mở rộng năm 2010. Mời các bạn cùng bước vào trận đấu. Ngô Lan Hương của Việt Nam cũng giống như Đường Đan của Trung Quốc là số ít các nữ cường luôn được đặc cách mời tham gia các giải đấu dành riêng cho nam giới. Đó là niềm vinh dự và sự khẳng định cho kỹ nghệ cực kỳ cao của hai nữ hoàng cờ tướng. Trong trận này, với quyền được đi tiên, chị đóng trung pháo tấn công trung lộ. Quách Thịnh Văn là cao thủ của làng cờ Đài Loan, mà vốn dĩ Đài Loan cũng có tổ tiên là người Trung Quốc. Vì thế, trình độ cũng không phải dạng vừa, anh ta bình tĩnh, thi triển lộ mã bảo vệ tốt đầu. Kế đó, Ngô Lan Nương triển khai lộ mã bên cánh phải. Quách Thịnh Văn bình tĩnh thi triển binh 7 tấn 1 khai thông cho lộ mã của mình. Về phần nữ hoàng cờ tướng, chị bình tĩnh xuất động lộ C đầu tiên, họ Quách cũng ra C tương ứng. Bấy giờ, Lan Hương phi C quá hà để đề trận, tranh tiên và chiếm lộ. Là một cao thủ am hiểu về khai cuộc, họ Quách bình tĩnh thi triển thế trận bình phong mã để ứng phó. Bấy giờ, Ngô Lan Hương thúc binh lộ 7 để đầu mã và chiếm thế trận. Họ Quách biết rằng Lan Hương là kỳ thủ trẻ, có nhiều thành tích và nghiên cứu khai cuộc khá kỹ. Nếu mình bình pháo 10 đầu C hoặc là bay mã lên bàn hà thì đối phương có khi khá rành. Vì vậy, anh ta sử dụng biến thể khá giang hồ, đó là lên tượng trước. Các bạn chú ý, không phải tượng lộ 3. Vì như thế, bên đen sẽ hình thành biến bình phong phế mã và chắc chắn Lan Hương cũng có nghiên cứu. Đây lại là biến thể lên tượng 7, để sau này có thể điều C dư mã. Đúng là nước cờ táo bạo đầy chất giang hồ khiến Lan Hương đôi chút giật mình. Mình có tìm hiểu và thấy rằng biến thể này được cao thủ nghiệp dư Hào Kiệt Diêu Hoành Tân sử dụng rất nhiều trong các trận cờ độ. Ngay như cao thủ Lưu Tông Trạch khi sang Việt Nam thi đấu gặp trạng cờ Phạm Quốc Hương cũng từng mang ra sử dụng. Và anh ta đã phế mã có một trận cờ rất hay. Nếu các bạn thích, mình sẽ làm video phân tích trận đó. Trong trận này, Ngô Lan Hương không hề lên mã lộ 7 vì chị sợ đối phương sẽ lao pháo qua sông, phục đoàn ăn quá tốt. Thực chiến, chị áp dụng thủ pháp bình C để mã của đen. Do đã có sự chuẩn bị, Quách Thịnh Văn bình thản điều C giữ mã. Bấy giờ, Ngô Lan Hương phát triển lộ mã cánh trái. Lúc này, nếu đen vội vàng phóng pháo qua để bắt tốt, đỏ sẽ có hai cách tấn công, đó là thúc binh 5 để khoan vào trung lộ, hoặc như đánh kiểu cẩn trọng, thúc tam binh 10 đấu, bên đen ăn tốt qua sông, đỏ thoái C diệt tốt, bên đen lao mã lên 10 đấu C, tất yếu đỏ phải ăn C, bên đen ăn tượng về, khi đó đỏ cũng lao mã lên bàn hà, chuẩn bị phóng qua lộ 6, tấn công mã của đen. Cơ bản, hình cờ cũng khá cân bằng, hai bên đều có thể chơi được. Thực chiến, bên đen đánh cẩn trọng, anh ta hoành C lộ 1, sau này điều vào lộ 4 chiếm vị đẹp. Lan Hương cũng hoành C lộ 9, ý đồ của chị sẽ là điều qua lộ 2, đuổi pháo của bên đen, sau đó sọc C xuống, đánh vào mã lộ 7 của đen. Họ Quách đúng kiểu giang hồ tà đạo, âm thầm phóng pháo tuần hà. Nếu lúc này bên đỏ điều xe qua để bắt pháo, đen lập tức thúc binh 3 khai thông cho chiến mã, ý đồ nếu đỏ ăn tốt qua sông thì pháo đen ăn qua, còn như đỏ tham lam
dùng xe ăn pháo, bên đen nhẹ nhàng tấn pháo bắt chiếc xe đỏ ngay, chứng tỏ bố cuộc này có nhiều cạm bẫy rất ngầm. Như các bạn đã biết, không phải bỗng nhiên mà Ngô Lan Hương có biệt danh cao quý là nữ hoàng cờ Việt. Chị biết tọc những mưu đó, vì vậy điều xe và lộ 6 chiếm vị trước, nước cờ rất chính xác, cần thiết có thể phóng xe của Hà để gây khó vào trận địa của đen. Về phần họ Quách, âm mưu bị bại lộ, buộc lòng anh ta phải điều xe sang lộ 6 chiếm vị trước. Vô cùng chuẩn chỉ, nữ hoàng phóng tốt 5 lên, chuẩn bị khoan vào trung lộ. Họ Quách liền sĩ ra cố vững thế trận của mình. Ngô Lan Hương định rằng chị sẽ lao xe qua để bắt tốt tấn công vào mã lộ 3 của bên đen. Nhưng đối phương lại có chiêu phóng pháo quá hà. Nếu mà chị ăn tốt, họ bình pháo vào, vừa là đuổi xe và dọa bắt vào tường đáy. Chị lại tính mình có thể phi xe xuống đáy để sau này vòng xe qua bắt mã. Nhưng họ lại có chiêu thoái mã về mời đuổi xe để sau này kéo pháo trên hà về phòng thủ cho mã. Thực ra bên đỏ vẫn chiếm ưu thế, nhưng Lan Hương không muốn vội vàng đổi trác. Chị đi một nước nhử đoàn, liên sĩ ra cố trung lộ. Họ Quách đã bắt đầu tổ chức những đợt phản công đầu tiên nơi hành lang cánh phải, với tiền vệ công là pháo lộ 2 được điều lên một trượng, sẵn sàng làm thịt MC của người đẹp. Lan Hương đã có xe ở vị 6 rất đẹp, chị ngán gì ai, lập tức điều pháo qua biên, chuẩn bị xe là C6 bình 8 bắt pháo của đen. Nước cờ chạy pháo khiến đối phương đôi chút bất ngờ và giật mình. Giờ đây họ Quách mà chạy pháo lộ 2 chẳng phải là vô duyên và mất nước. Vì thế anh ta quyết tranh tiên, thúc tốt lên dùng pháo đuổi xe đỏ. Về phần Lan Hương, chị đã tính toán cả rồi, phóng xe qua đuổi pháo của đen, bắt buộc họ Quách phải chạy pháo qua sông. Ý đồ sâu xa sẽ là điều xe lên tập trung hỏa lực tấn công vào mã lộ 3 của đỏ. Vậy là hai bên đã tổ chức những đợt phản công vào trận địa của nhau. Lúc này nếu Lan Hương điều xe qua lộ 7 để bắn mã, tất yếu mã đen phải thoái về biên. Còn như chị không chạy xe mà dùng đoàn ăn tốt qua sông, pháo đen lại vật qua ngay. Nhìn chung chưa thể manh động được. Lan Hương kiên trì với chiến lược tấn công trung lộ, chị thúc tốt đầu lên, phế tốt ngay. Đây là nước cờ khó hỏi thăm sức khỏe của họ Quách. Thế công của chị như hổ vô mồi. Nếu anh ta sai lầm ăn tốt đầu lên, khi đó Lan Hương có đòn hay, thoái xe đuổi pháo ra vị xấu, đồng thời kiểm soát phòng tuyến, đề phòng địch phản công vào chân địa của mình. Khi mà pháo đen chạy, chị mới nhẹ nhàng thúc tốt qua sông, đợi cho tượng đen ăn lên, rồi chị phi xe xuống khay sĩ, tập trung hỏa lực bắn mã của đen. Bên đen đâu thể dùng sĩ ăn xe, chắc chắn là Lan Hương sẽ bắt được quân phải ưu thế lớn. Nếu như trong hình này họ Quách chọn phương án ăn pháo vào đầu, lập tức đỏ đưa tốt qua sông, tương lai tấn công vào mã của đen, e là bên đen cũng bị lắm nhiều. Như đã nói từ đầu trận, họ Quách là tay giang hồ lão luyện, phóng xe qua làm ngòi cho pháo, âm thầm phục đoàn, nổ pháo qua ăn tốt, dọa bắt xe và bắt tượng đáy. Một đoàn phản công rất chủ động từ bên đen. Biết rõ mưu trên, Lan Hương chủ động lao mã lên ngũ, hình thành thế trận pháo đần mã độn rất là khỏe. Bấy giờ họ Quách lại quá ma giáo, thúc tốt qua để phế quân. Nước cờ sâu thăm thẳm, ý đồ là nếu đỏ ăn tốt lên, anh ta phi pháo xuống, tập trung toàn quân đánh tan hệ thống đôi mã liên kết của đỏ, đồng thời âm thầm phục đoàn, bình pháo vào dọa bắt tượng đáy và bắt chiếc xe của đỏ. Kỳ thực lối chơi của họ Quách phải nói là âm phong quỷ dị. Liệu rằng Lan Hương có bị dính bẫy hay không? Tình thế căng như dây đàn. Đây là giờ phút quan trọng của trận đại chiến này. Đi sai là tèo ngay. Lan Hương hít một hơi thật dài, lấy hết quyết tâm tổ chức tấn công, phi tốt đầu xuống. Ý đồ của chị là nếu đen ăn tốt xuống bắt mã của chị, Lan Hương sẽ dùng tốt làm thịt em tượng cái đá.
Bên đen mà ăn mã, chị tiếp tục ăn nốt MC. Chị đang có pháo đầu. Việc phía mã là quá đơn giản, sợ gì đâu. Kỳ thực thế công của đỏ vô cùng sáng. Vậy nên đen phải xử lý với tuyệt chiêu diệt tượng này như thế nào cho phù hợp đây. Nếu đen ăn mã lên, đỏ có thể chơi đôi công ăn pháo lên mã. Đen ăn mã lên mời đấu xe. Kỳ thực đỏ có thể dùng xe ăn mã ngũ nhưng lại hỏng nơi lộ ba. Do đó đỏ đấu xe là hợp lý. Bên đen ăn tượng về. Lúc này đỏ cũng chưa vội ăn mã ngũ mà có đòn hay hơn, đó là binh 3 tấn 1 khai thông cho mã của mình trước và dùng xe đuổi mã đen. Tất yếu mã này phải phi qua sông thì đỏ đóng pháo vào tấn công nơi trung lộ. Hình cờ bên đỏ vẫn đẹp và chiếm tiên cơ. Đồng thời đặt ra cạm bẫy nho nhỏ dụ cho đen bình C để mã. Đỏ có chiêu lao mã chiều tướng. Các bạn để ý, mã đen không ăn được pháo đầu nhé vì sẽ bị đỏ thoái mã diệt C. Đồng thời mã đỏ ở trên cao sau này bay qua lộ 2 dọa chiếu ngoại tào thì nguy. Nhìn chung đỏ vẫn nhu chắc. Bởi thế họ quách nghĩ rằng ta phải quyết chơi theo kiểu giang hồ. Anh ta lờ đi bình pháo vào đầu tượng, chấp nhận để đối phương đánh lủng đôi tượng của mình và tìm cách phản đòn vào thế trận của Lan Hương. Phải nói bản lĩnh quá cao cường. Ý đồ của đen là gì? Nếu đỏ dùng tốt ăn tượng, anh ta kệ vật vào xuống bắt tốt, dọa bắt tượng đáy và bắt xe của đỏ. Lúc đó buộc đỏ phải tấn công. Bước 1 ăn xi chiếu thì đen ăn xi lên. Đỏ lao mã qua chiếu, bên đen lên tượng. Khi đó đỏ có thế công cực mạnh nơi trung lộ, nhưng đen cũng đòn phản rất gắt, đó là dọa bắt tượng đáy và bắt chiếc xe đỏ. Đồng thời đen có xe lộ 6 chiếm một cờ tử, dễ bể xuất tướng. Trận cờ đối công quá phức tạp, sẽ là rất hay nếu Lan Nương chấp nhận ăn tốt xuống tượng. Kỳ thực chỉ chơi an toàn hơn nhiều, bình tĩnh ăn tốt và đuổi pháo. Còn họ quách nghĩ ra cách tấn công mới. Bước 1 tấn pháo chiếu sau khi đỏ thoái xi về. Bước 2 ăn mã mời đấu quân, bên đỏ ăn pháo qua. Anh ta nhẹ nhàng bình xe vào dọa bắt sĩ. Tất yếu bên đỏ phải lên sĩ thủ, bấy giờ anh ta nhẹ nhàng tiêu diệt tốt đầu. Vẫn là ý đồ đấu quân đơn giản hóa thế trận. Vậy thì lúc này đây bên Lan Hương có nên dùng pháo ăn mã? Tất yếu đối thủ phải diệt lại mã ngũ của bên đỏ. Bên đỏ tiếp tục tấn công bằng chiêu đưa tốt bảy qua sông. Bên đen điều C đánh pháo và bắt tượng. Đỏ chạy pháo vào lộ 4, đen làm thịt đen tượng gọi đòn chiếu. Tất yếu đỏ phải kéo pháo về. Khi đó để tấn công, đen sẽ tìm cách diệt pháo đầu nguy hiểm. Còn về phía bên đỏ phải ăn C vào. Lúc này đen có cơ hội đưa C qua hà. Ý đồ là vòng C qua bắt tượng đáy. Còn đỏ sẽ nhẹ nhàng chạy tốt vào. Nếu đen điều C bắt tượng, do bên đỏ đang có đôi C răng sẽ điều C mới đấu. Rõ ràng tạo ra hình cờ một bên hơn tượng, một bên có tốt qua sông, hai bên đều chiến đấu được. Thắng thua còn khó nói, cũng chỉ là ngang cờ mà thôi. Trong ván đấu thực chiến này, Lan Hương thoái mã về với mục tiêu đuổi pháo đường đáy, giải nguy cho trận địa của mình. Họ quách đã nhìn ra yếu huyệt trong thế trận của Lan Hương. Anh ta không thèm chạy pháo, gấp rút điều xe qua bắt pháo bên đỏ. Giờ đây nếu Lan Hương vội vàng thoái mã diệt pháo, bên đen sẽ ăn pháo và dọa bắt vào lộ tượng. Có lẽ đỏ phải về sĩ để thủ, đen ăn tượng và dọa đoàn bắt vào sĩ, ép bên đỏ phải lên sĩ tạo căn. Sau đó đen âm thầm đưa tốt ba qua sông. Bên đen lúc đó hơn tượng và hơn tốt qua sông, chiếm ưu thế lớn. Vậy mới thấy rằng nước cờ điều xe đuổi pháo của họ quách cực kỳ khó chịu, khiến Lan Hương gấp rút phải chạy pháo vào lộ 4. Cơ hội đã đến, Quách Thịnh Văn ăn tượng gọi đòn chiếu. Sau khi Lan Hương thoái pháo về thủ, anh ta lại tung đòn quá hay, lao mã qua sông bắt xe của đỏ. Nhưng mục đích chính của anh ta là bắt vào pháo đầu, và kế đó là nước cờ
Lăng Mã Ngoại Tào để hỏi hết. Thực sự mà nói, thế trận của Lan Hương vô cùng chao đảo. Nếu chị bình C mới đấu, đối phương sẽ ăn pháo đầu, ép chị phải ăn C đấu. Họ chỉ cần thoái xi về. Cái khó là bên đỏ sẽ phải ứng phó với hai đường nhảy mã của đen sẽ rất khó. Vì vậy, bên đỏ không có cơ hội thoái mã diệt pháo. Còn như đỏ phòng thủ bằng nước cờ lao mã lên ngũ, ý chỉ đen chiếu ngoại tào, thì mã đỏ thoái lui để thủ. Khi đó, đen lại đổi chiến lược, không vội vàng chiếu tướng, phóng mã lên bàn hà, tăng cường quân, tổng lực ra đòn. Lúc đó, bên đỏ ăn tốt đổi mã, mã đen tiếp tục lao xuống vị ba. Lực công của bên đen sẽ rất mạnh, đỏ chỉ thủ cho tới thua mà thôi. Vậy mới thấy, ở giai đoạn trước, nước cờ lao mã qua đổi C quá là hiểm. Mặc dù bị đưa vào tình thế khó, với đẳng cấp của mình, Lan Hương chấp nhận phế xe ngay. Bước 1, thoái mã diệt pháo. Tất yếu, đối phương phải ăn C, sau đó Lan Hương ăn C qua mã. Chưa dừng lại ở đó, họ Quách tiếp tục lao mã lên bàn hà, tổng công kích. Lan Hương thấy rằng mình đang quề tượng, lực công không có, chỉ chấp nhận chạy pháo ra, ổn định trận đùa. Nhưng chị đâu ngờ, họ Quách tiếp tục lăng mã qua lượt 6, đòn thế quá mạnh mẽ. Lúc này, Lan Hương mà dùng pháo ăn xe đen, tất yếu là không được, vì xe mất nốt xe lộ 3, thì còn gì mà chiến đấu. Bởi thế, chị chạy xe ăn tốt biên. Quách Thịnh Văn lao mã qua lộ 4, phục đoàn chiếu mã ngoại tào, hoặc có thể ăn pháo chiếu tướng. Sau khi sĩ đỏ ăn lên, thì xe đen lao qua bác sĩ, toàn đoàn sắc như dao cạo. Vì vậy, Lan Hương đành lòng mang pháo qua ngăn lại. Nếu đánh theo kiểu chân phương và bình dị, họ Quách có thể đưa tốt ba qua sông rồi ép từ từ. Thế trận của anh cũng quá ưu thế. Như đã nói, vốn xuất thân từ giang hồ kỳ đạo, trải qua ngàn trận chiến, lối đánh Quách Thịnh Văn kỳ thực rất xảo diệu. Anh ta thi trận đoàn, lao xe ăn pháo, nước cờ thể hiện khí phách hùng tâm. Lan Hương chỉ có cách duy nhất là ăn xi về. Kế đó, anh ta lao mã chiếu, ép tướng phải lên lầu 2, tiếp tục thoái dê chiếu, ép tướng đỏ lên lầu 3. Tuy rằng Lan Hương hơn quân, nhưng thế trận tan nát quá. Bấy giờ, họ Quách lao mã xuống lộ 8, ý đồ thoái về 7 chiếu tướng, sau đó dùng xe móc hậu, buộc Lan Hương phải chạy pháo lên. Họ Quách giả vờ chạy xe qua để bắt sĩ đáy, kỳ thực anh ta đang điểm huyệt. Vân phục đoàn thoái mã về lộ 7. Nhưng Lan Hương khá tinh tế, chỉ chạy pháo qua để phòng thủ với đoàn chiếu. Bấy giờ họ Quách dùng mã vụt sĩ gọi đoàn chiếu. Lan Hương đành phải xuất tướng. Họ Quách thoái mã chiếu, Lan Hương lại phải vào tướng. Họ Quách ăn tốt qua sông, đưa thêm quân tổng lực ra đoàn. Tình thế của Lan Hương quá bi đát, nhưng chị kiên cường lắm, cố tình lao mã lên. Nhìn bên ngoài thì chị đang bị loạn đa pháp, kỳ thực chị đang thi triển mê hồn đại pháp. Chị biết rằng anh ta sẽ lao tốt xuống để đuổi mã. Bấy giờ chị lại âm thầm thoái mã về. Các bạn có thể thấy Lan Hương cố tình dụ tốt xuống sâu là có ý đồ. Vì rằng bên đen chỉ cần điều tốt vào lộ 4, tương lai tốt 4 bình 5 là sát cục. Nhưng đó mới là cái hay của trận cờ này. Họ Quách đi xong nước này, mặt hớn hở như bắt được vàng. Còn về phần nữ hoàng cờ Việt, chị khẽ mỉm cười, sau đó tung đoàn lao xê chiếu tướng. Họ Quách không thể về tượng, vì Lan Hương sẽ ăn tượng là sát cục luôn. Anh ta buộc lòng phải về sĩ. Bấy giờ Lan Hương tung đoàn tả thủ bí kiếm, phóng pháo chiếu. Dính phải đòn này, Quách Thịnh Văn buông cờ ngay. Bởi lẽ tướng không lên được, xê thoái chiếu là thua ngay. Anh ta chỉ có thể lên sĩ. Khi đó Lan Hương vụt pháo qua ăn sĩ chiếu. Điều quan trọng là chị sẽ có đoàn thoái pháo ăn xê. Đúng là quân tốt của đen giờ thành tốt phản chủ. Một chiến thắng trên cả tuyệt vời. Lan Hương sử dụng chiến lược của Hư Trúc năm xưa, đưa mình vào chốt chết để tìm đường sống. Và chị đã thành công mỹ mãn. Cùng quay lại một chút. Nếu lúc này họ Quách bình tĩnh xuất tướng chiếm lộ trước,
Có lẽ là nương đã thua rồi. Nhưng cuộc đời vốn là như thế. Khi bạn sắp thành công cũng là lúc dễ thất bại nhất. Vì vậy đừng chủ quan nhé bạn Hiền ơi. La Nương đã tạo ra một trận cờ vô cùng ma quái, nhất là nước cờ lao ma lên dụ tốt đen xuống, thực sự khiến người xem thót tim và vỡ òa cảm xúc khi chị chiến thắng. Các bạn thấy trận cờ này hay không? Vui lòng cho biết ý kiến nhé. Và nhớ đăng ký kênh để nhận được các video mới nhất.